Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2024 tới 2026, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến hết tháng 10 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là trên 26.500 tỷ đồng, đạt 116% dự toán, ước thực hiện cả năm đạt 33.000 tỷ đồng. Riêng thu từ tiền sử dụng đất mới đạt trên 42% so với dự toán. Nguyên nhân là do các dự án bất động sản triển khai chậm nên chưa phát sinh số nộp. Tổng chi ngân sách địa phương đến nay trên 16.000 tỷ đồng. Nhìn chung, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh kết quả còn thấp so với kế hoạch vốn giao, mới giải ngân được gần 7.000 tỷ đồng, đạt gần 58% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để tạo đồng thuận của người dân trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sáng nay, tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ bị thu hồi đất ruộng tại xã. Chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành chi trả cho 52 hộ tại thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng có tổng diện tích đất ruộng gần 10 ha với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến nay, 100% người dân thôn Hoàng Chanh đã đồng thuận ủng hộ, thậm chí nhiều hộ chủ động di rời mồ mả trước khi nhận được tiền hỗ trợ đền bù từ chủ đầu tư. Chi trả đền bù thỏa đáng là cơ sở tạo sự đồng thuận của nhân dân, giúp việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Thời gian tới, chủ đầu tư phối hợp cùng với chính quyền địa phương các xã Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tiến, Nguyên Hòa sẽ tiến hành chi trả đền bù cho các hộ bị thu hồi đất ruộng, đất nghĩa trang. Hôm nay là Black Friday, là một trong những dịp sale lớn nhất trong năm. Ngày này diễn ra chỉ một lần mỗi năm vào thứ sáu đầu tiên sau lễ tạ ơn ở Mỹ. Nhân dịp này, nhiều mặt hàng tại thành phố Hưng Yên được giảm giá sâu nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Hưởng ứng chương trình Black Friday, từ nhiều ngày nay, hàng loạt cửa hàng ở đường Điện Biên, khu phố mua sắm nhộn nhịp nhất của thành phố Hưng Yên cho biển giảm giá sâu, ưu đãi khủng. Các mặt hàng được giảm giá chủ yếu là hàng thời trang, công nghệ, đồ điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng. Trong đó, các sản phẩm thời trang có mức giá giảm sâu nhất từ 30 đến 70%, một vài thương hiệu giảm giá tới 80%, nhiều mặt hàng điện tử, công nghệ cũng được giảm giá từ 20 đến 50%. Trên đường DT385, đoạn qua thôn Cầu và thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tồn tại một số cơ sở thu mua phế liệu sản xuất gỗ ép gây ô nhiễm môi trường và mất trật tự an toàn giao thông. Tại khu vực trên có khoảng gần 10 cơ sở chuyên thu mua phế liệu và sản xuất gỗ ép. Có những cơ sở đốt rác ngay tại xưởng, khói đen tỏa ra qua hệ thống ống khói gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Có xưởng tập kết gỗ ra cả lòng đường, thậm chí để giữ giải phân cách hai làn đường cao hàng mét, trải dài vài chục mét gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo, lực lượng chức năng huyện Văn Lâm cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng tập kết hàng hóa và hành lang giao thông, đồng thời thanh kiểm tra tình hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở nêu trên. Tiếp tục với các thông tin thời sự đáng chú ý, liên quan đến thông tin lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh chơi golf trong giờ hành chính, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, báo điện tử VTC News có bài viết lãnh đạo sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf giờ hành chính tới 3 lần. Phản ánh về việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh dành 2 đến 3 ngày trong một tuần đi đánh golf và đều trong giờ làm việc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỷ luật kỷ cương hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 11. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra hành vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo giả có liên quan đến Huấn Hoa Hồng, đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp không cần tài sản cầm cố, sau đó lừa các bị hại chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết, các số tài khoản các đối tượng sử dụng để cung cấp cho các bị hại chuyển tiền có tên chủ tài khoản như Bùi Xuân Huấn,
Nguyễn Nhất Hiệp, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Vi Khanh, Bùi Tùng Thương, Nguyễn Lan Hương tại các ngân hàng như TP Bank, MP Bank, HD Bank, Vietcombank. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối ngày 21 tháng 11 năm 2023 trên địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2023, nhóm thanh niên điều khiển 3 xe mô tô mang theo hung khí gồm dao phóng lợn và vỏ chai bia đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi đến địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia ném về những người đi đường, khiến các mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Sau đó các đối tượng tiếp tục di chuyển đến địa bàn xã Phú Thịnh, huyện Kim Động thì một trong ba xe mô tô xảy ra va chạm giao thông. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Động đã có mặt tại hiện trường, thu giữ vật chứng bao gồm dao, kiếm, vỏ chai bia, ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã vừa kiểm tra nhắc nhở và đang chờ phương án xử lý đối với đoàn xe đầu kéo nối đuôi nhau rước dâu hôm 22 tháng 11 trên địa bàn. Theo đó, vào sáng ngày 22 tháng 11, đoàn xe đầu kéo gồm 25 chiếc tổ chức rước dâu từ nhà gái tại xã Sơn Trung về nhà trai tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Chú rể làm nghề lái xe đầu kéo. Những xe đầu kéo trong đoàn rước dâu đều là đồng nghiệp của chú rể đến chung vui và tham gia rước dâu. Khi di chuyển đến đoạn thị trấn Phố Châu do đường đông nên các tài xế đoàn xe đầu kéo đã bốc còi inh ỏi khiến nhiều người tham gia giao thông tỏ ra bất bình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã chốt chặn tại khu vực cầu Hà Tân, xã Sơn Tây để kiểm tra xử lý. Hơn 1 tỷ người dân Ấn Độ đang chờ đợi khoảnh khắc 41 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm hôm 12 tháng 1 vừa qua được cứu sống, trong khi lực lượng chức năng nước này cũng đang nỗ lực khoan vào bên trong đường hầm để giải cứu các công nhân. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ thông báo đã xác định được vị trí để thực hiện mũi khoan thẳng đứng vào đỉnh của hầm đường bộ Sinkiara ở quận Uttarkashi, bang Uttarakhand, nơi xảy ra sự cố sập hầm 11 ngày trước. Mũi khoan này có vai trò quan trọng để giải cứu 41 công nhân xây dựng đang bị mắc kẹt ở đây. Việc thực hiện mũi khoan sẽ sớm được triển khai ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Trong khi đó, các xe cứu hộ và một bệnh viện dã chiến đang đợi sẵn ở bên ngoài hiện trường vụ sập để sẵn sàng ứng cứu khi những công nhân được đưa ra ngoài. Người nhà của nhóm công nhân cũng đang có mặt bên ngoài, nơi một đền thờ Ấn Độ được lập ra để cầu may. Nepal là quốc gia mới nhất ban hành lệnh cấm vĩnh viễn ứng dụng TikTok với lo ngại ứng dụng này có thể gây nên sự mất cân bằng xã hội. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này khi TikTok là phương tiện kinh doanh chính của họ. Chị Manjita Manaha là một nhà sáng tạo nội dung ẩm thực trên TikTok tại Nepal. Ngày hôm nay, chị đang ghi hình video tiếp theo cho khách hàng của mình theo kế hoạch từ trước. Thế nhưng, chị không rõ video này có thể đăng tải hay không sau khi Nepal đã cấm ứng dụng TikTok trên toàn lãnh thổ nước này. Với những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok như chị Manahan, lệnh cấm của chính phủ Nepal đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh hàng ngày của họ. Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet của Nepal cho biết có khoảng 2,2 triệu người dùng TikTok ở quốc gia này. Tuy nhiên, số người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nền tảng mạng xã hội có thể nhiều hơn. Giới chuyên gia dự báo hiện tượng El Nino và tình trạng biến đổi khí hậu đang gia tăng có thể mang đến những đợt nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt hơn tại Nam Bán Cầu. Nhiều khả năng nhiệt độ tại đây sẽ vượt mức kỷ lục trong mùa hè tới, tức là từ tháng 12 năm nay cho đến tháng 2 năm sau. Theo một báo cáo được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature của Anh, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và pha dương của lưỡng cực Ấn Độ Dương sẽ làm gia tăng khả năng xảy ra các đợt mưa cực đoan và lũ lụt tại miền đông châu Phi. El Nino được dự báo có thể tác động mạnh hơn nữa tại khu vực Nam Mỹ. Hiện tượng này có thể làm thời tiết ẩm ướt, dẫn đến lũ lụt tại một số quốc gia như khu vực Peru, Ecuador, đồng thời tạo ra tình trạng nóng và khô ở khu vực Amazon và các vùng đông bắc của Nam Mỹ. Tại phiên toàn thể kỳ họp thứ 42, Đại hội đồng UNESCO diễn ra ở Paris, tiếng Indonesia đã được công nhận là ngôn ngữ chính thức thứ 10 của Đại hội đồng UNESCO bên cạnh các thứ tiếng khác. Tiếng Indonesia là ngôn ngữ thứ 10 được công nhận là ngôn ngữ chính thức của Đại hội đồng UNESCO, bên cạnh các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hindi, Italy và Bồ Đào Nha. Đại sứ Indonesia tại Pháp cho biết, sự công nhận được đánh dấu bằng việc thông qua nghị quyết theo hình thức đồng thuận
trong phiên toàn thể kỳ họp thứ 42 của Đại hội đồng UNESCO. Hiện có hơn 275 triệu người nói tiếng Indonesia. Ngôn ngữ này đang được giảng dạy tại 52 quốc gia và có ít nhất 150.000 người nước ngoài sử dụng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.